chào tất cả mọi người. Forever xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay sẽ là một không gian rất là đặc biệt khi chúng ta đang đón chào một không khí Noel rất là ấm áp và an lành cùng với gia đình của mình. Hãy sẵn sàng với những món ăn ngon ngày hôm nay và những phần chia sẻ cùng với những nghệ sĩ khách mời của chúng tôi. Không biết là trong mùa Noel năm nay họ đang có những kế hoạch ra sao và kỷ niệm như thế nào về những món ăn. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón một trong những người bạn của Hòa Rapper đã rất lâu năm trong nghề rồi, đó chính là ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường. Chào Trường. Yeah. Luôn tươi trẻ, luôn thành công. Chào mừng bạn. Xin mời Trường vào phòng khách. Trường có cách nào mà giữ được cái nét thanh xuân trên gương mặt của mình mà lâu và bền theo thời gian như vậy? Cũng có thể là do quê gốc của Trường á, là trai gốc Bắc. Đúng rồi. Nên ra là làn da lúc nào cũng đẹp hết. Trường nghĩ là Trường có thừa hưởng một chút gen của bố Trường. Bố Trường bây giờ ngoài 70 rồi, nhưng mà nhìn ông cũng phong độ lắm. Da cũng căng bóng như vậy. Và Trường có ba anh em thì ba anh em đều trẻ hơn so với tuổi, da đều đẹp. Đó, nhìn Trường giống như là chàng trai đôi mươi thôi á. Động lực và đam mê như thế nào khi Trường quyết định là mình sẽ kinh doanh về mảng ẩm thực? À, thực ra cái này một cái cơ duyên rất là tình cờ. Tại vì là Trường có mấy người bạn, mấy anh em đều đam mê ẩm thực. Mê ăn đúng không? Mê ăn. Đều có chung một cái hướng là muốn mở một cái quán ăn để vừa tụ tập anh em bạn bè này, xong rồi vừa kiếm thêm thu nhập. Kiếm thêm thu nhập. Đó. Hoàng cũng có cơ hội được thưởng thức những món Trường ở đó. Trường cũng đã mời Hoàng và gia đình lên ăn rồi. Cái thời gian Hoàng ăn ở nhà hàng của Trường là mới có một đứa con à, giờ ba đứa rồi. Đấy, cái thời gian đó tôi chưa đến nào, bây giờ hai đứa này. Đấy, thời gian trôi qua nhanh chưa? Lát nữa chúng ta sẽ bàn kỹ về cái khẩu vị của Trường. Bây giờ Trường hãy đặt hàng đi. Đó, bình thường mình phục vụ thực khách. Bây giờ ngày hôm nay sẽ có hai đầu bếp để phục vụ cho siêu thực khách, đó chính là Đinh Ứng Phi Trường. Bạn ghi ra giấy nào, mỗi món một tờ. Trường yêu cầu chương trình được đúng không? Dạ đúng rồi, hai món thôi. Nếu như thời lượng chương trình cho phép thì mình 20 món cũng được. Ok. Xong rồi ha? Xong rồi. Rồi, cảm ơn Phi Trường. Và bây giờ xin mời Trường chào đón sự xuất hiện của hai bạn nữ nha, rất là xinh đẹp và dễ thương, đã đăng ký tham gia vào chương trình để ngày hôm nay vừa thể hiện được tài năng nấu nướng mà vừa thể hiện được tình cảm của mình dành cho thần tượng. Ok. Đó chính là hai bạn mang tên Thanh Soan và Phương Vi. Đây, thấy chưa? Xinh xắn chưa? Chào hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Xin mời hai bạn sẽ giới thiệu về bản thân mình để anh Đinh Ứng Phi Trường làm quen nào. Mời em. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Soan, năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là diễn viên và người mẫu. Rồi, còn em thì sao nào? Dạ, em cũng 22 tuổi, hiện tại là em sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Luật. Bình thường chắc ở nhà hai bạn cũng tự nấu nướng rồi đúng không nào? Dạ đúng ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trải qua những thử thách để mình tìm hiểu xem là anh Phi Trường sẽ có gu ăn uống ra sao, anh thích cái gì và anh không thích cái gì. Chúng ta sẽ có 3 ô số bí mật. Chúng ta sẽ lần lượt lật những ô số này ra. Xin mời hai bạn cầm bảng lên. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Trong đêm Giáng sinh, trẻ em ở nước Mỹ thường để lại cho ông già Noel cùng với đàn tuần lộc món ăn nào? Có 3 gợi ý. A. Cà rốt và sữa. B. Sữa và bánh quy. Và C. Bánh nướng và rượu vang. Bánh nướng, rượu vang này. Cà rốt, sữa. 3, 2, 1. Đáp án là sữa và bánh quy. Theo em thì là bánh nướng và rượu. Soan thì chọn C, Vi thì chọn B. B là đáp án chính xác. Đó chính là sữa và bánh quy. Trẻ em tại Mỹ tin rằng ông già Noel luôn thích bánh bích quy và sữa. Thế nên việc để lại bánh quy và sữa đã trở thành một truyền thống tại đất nước này. Chủ yếu sẽ là bánh gừng, bánh quy đường, chip sô-cô-la và macaroon. Như vậy là bạn Vi có quyền lật ô số. Bạn lật ô số mấy ạ? Em sẽ lật ô số 2. Số 2 ha. Rồi xin mời ô số 2. Đánh nhanh rút gọn. Trời, ai mà đánh nhanh rút gọn hả ta? Thực ra đánh nhanh rút gọn thì nghe có vẻ là bị rộng quá với cả nhiều món lắm. Nhưng mà nghe đến tên cái món này thì chắc chắn là mình sẽ liên tưởng đến việc đánh nhanh rút gọn. Liên quan đến cái tên Trường, món nào vậy? Đây là một cái món rất là phổ biến đối với người Việt Nam chúng ta. Mì ăn liền. Mì ăn liền. Đúng rồi. Món ăn mà không thể thiếu được trong cuộc sống của Trường từ lúc nhỏ đến lớn. Ủa vậy luôn hả? Nhưng mà ăn nhỏ, nhiều quá. Không biết ăn cơm. Không biết ăn cơm. Cho đến 5 tuổi. Trường mới biết ăn cơm. Ăn cơm gọi là cái kiểu mà gọi là biết ăn. Chứ không thích thực đơn chính hàng ngày lại không phải là cơm. Thực đơn chính hàng ngày lúc đó vẫn là mì gói, bánh ngọt, sữa. Đúng rồi.
nó gần như là ăn chay luôn. Ồ. Cho đến năm 18 tuổi, rất lớn rồi, lúc đó Trường vẫn chưa biết ăn thịt, chưa biết ăn một loại thịt nào cả. Ủa, nhưng mà lý do vì sao một cậu bé giống như Phi Trường ngay từ nhỏ lại thích ăn mì? Đó là vì điều kiện kinh tế của gia đình hay đó là một thói quen mà ba mẹ tập? Cái này Trường cũng không giải thích được. Ngộ ha. À. Trời, gặp anh ăn mì gói suốt giống như Trường là mặt mụn không đó. Mà không hiểu sao, không? Ừ, đó, nóng đó. Lắm. Không hiểu tại sao ngày xưa ăn mì hoài mà da vẫn ngon lành cành đào. Ồ, tốt đấy, cơ địa tốt. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đến với thử thách thứ hai. Cá tuyết muối là món ăn truyền thống của quốc gia nào trong dịp Giáng sinh? A. Bồ Đào Nha, B. Anh, C. Pháp. Cá tuyết muối chưa bao giờ mình được thưởng thức nên mình không biết nữa. Đây là một món ăn nước ngoài. Tôi không biết là hình con cá tuyết nó như thế nào. Đấy, 3, 2, 1, xin mời đáp án. B và A. Dạ, B là Anh, quan trọng Anh. Còn A là Bồ Đào Nha. Và đáp án chính xác là A, Bồ Đào Nha. Trời, sao may mắn vậy? Người Bồ Đào Nha theo đạo Thiên Chúa ăn chay vào đêm 24 Giáng sinh. Bữa tối thịnh soạn vào ngày 25 đánh dấu kết thúc ngày chay, gọi là Consada. Cá tuyết muối là món chính trong bữa tối của hầu hết các gia đình. Trên bàn ăn còn có sự xuất hiện của trứng luộc, bắp cải và khoai tây luộc. Các món tráng miệng thì tạo thành một danh sách dài bất tận với rất nhiều những sự lựa chọn đa dạng như bánh quy Giáng sinh và bánh custard trứng. Và chúc mừng cho bạn Vi, bạn Vi đã chiếm được khá nhiều thế ha. Và bây giờ bạn chọn ô số mấy ạ? Số 1 ạ. Dạ, số 1. Xin mời ô số 1. Trắng, vàng, tròn. Trứng luộc hả? Trứng chiên? Các loại trứng. Các loại trứng. Vậy là những món ăn liên quan tới trứng. Liên quan tới trứng. Trứng gà và trứng vịt là phổ biến nhất. Như vậy là đến Phi Trường thích ăn trứng. Bạn thích ăn trứng từ lúc mình biết ăn mì gói luôn hả? Chính xác luôn, cùng lúc với mì gói luôn. Trứng là một cái món ăn không thể thiếu hàng ngày được. Chắc là tụi mình cũng hay ăn mì gói rồi đập trái trứng vô đúng không? Vâng. Cho đến bây giờ là anh cũng bị ăn trứng, có thể là bị mọi người nói là ăn trứng quá nhiều so với quy định của khoa học nó cho phép. Rồi, một tuần đáng lẽ là ăn 2 trái thôi. Yeah. Đúng rồi. Anh thì một ngày 2 trái. Một ngày 2 trái hả? Mà kỷ lục một lần được mấy trái? Kỷ lục một lần chắc anh phải ăn 10 trái quá. Ăn 5 quả trứng ốp la cùng một lúc luôn. Như vậy chúng ta đã biết được cái bí mật của anh chàng này là thích ăn mì gói và thích ăn các loại được chế biến từ trứng. Và bây giờ sẽ là cơ hội tiếp theo để chúng ta lật ra ô số 3. Xin mời hai người đẹp bước vào vòng thử thách về vận động nha. Và bây giờ hãy sẵn sàng với thử thách dành cho hai bạn. Vi và Soan hãy cố gắng sử dụng đôi chân vịt của mình di chuyển thật nhanh. Đầu tiên, nhiệm vụ chúng ta là lấy ngẫu nhiên một mảnh ghép đang ở trong cây thông Noel. Mình di chuyển đi qua cầu, đến với vị trí hai cái giỏ đằng kia. Mình mở gói quà ra, xem nội dung bên trong có hợp lệ hay không. Nếu như chưa hợp lệ, mình bỏ vào giỏ quà. Còn nếu như hợp lệ rồi, thì mình giữ trên tay. Nội dung hợp lệ đó chính là gồm những con số như sau. Bạn Vi đi. Bạn Vi sẽ cố gắng làm sao lấy được những con số 2020. Còn bạn Soan hãy lấy con số 2021. Nó tượng trưng cho cái sự chuyển giao giữa hai năm nhé. Các bạn lưu ý thời gian chỉ có 90 giây mà thôi. Ai sở hữu được nhiều con số hợp lệ hơn thì người đó sẽ giành lấy quyền ưu tiên. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1. Bắt đầu. Bắt đầu. Đáng nè, nhanh nè, nhanh nè. Lấy đi, đúng rồi, lấy quà. Ui, một món thôi à, một món thôi à. Đúng rồi, mình di chuyển qua cầu nào. Cẩn thận nha. Bạn chân vịt này khá trơn. Mình hãy di chuyển một cách thanh thoát lên. Nhấc cao chân lên, rồi mình lột món quà ra. Nếu như trong đó có số 2, số 0, số 2 hay là số 1 gì đó. Đó, thì mình giữ trong tay nha. Nhanh lên em. Bạn Vi được con số mấy rồi? Số 0 ha, chúc mừng bạn. Rồi, như vậy là bạn Soan được con số 1 rồi, mình tiếp tục di chuyển. Đi qua cầu. Nhanh nào, nhanh nào. Trời, hai bạn đúng ha. Đi như chắc quốc vậy đó. Không ấy mình đi kiểu người mẫu bên Thái Lan không? Tới có thấy một cuộc thi của Hoa Hậu á, có người mẫu đi vậy nè. Bỏ luôn á. Đi vậy nè. Cho nó thanh thoát. Úi giời ơi. Nhanh nào, nhanh nào. Cố gắng lên. Nãy giờ trật khá nhiều số rồi. Quan trọng là đề bài chúng ta và thời gian không còn nhiều nữa. Chỉ còn hơn 30 giây nữa mà thôi. Nhanh lên nào. Sải chân mình rộng lên. Nhanh lên em ơi, nhanh lên. Sải chân của bạn Soan thì khá là dài á, nhưng mà về tốc độ di chuyển thì dường như bạn Vi di chuyển nhanh hơn, nhiều hơn. Nhưng quan trọng là phần may mắn nữa kìa. Mình có chọn quà đúng với mục tiêu mình đặt ra hay không thôi. Cố lên, cố lên.
Hay quá nha. Chỉ còn 10 giây nữa thôi, cố lên. 10 giây cuối cùng. Sắp hết giờ rồi. 5 4 3 2 1 hết giờ. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta về vị trí nào. Người ta biểu là giữ lại những cái con số nào mình hợp lại đúng thôi. Rồi. Đâu, bạn Vi, bạn có được những con số nào rồi? 200. À, còn thiếu số 2 nữa đúng không? Mình được 3 con số. Còn bạn Soan. Đúng con số 0. Thế bên số kia là gì? Số 5. Khoe khoe cho tụi anh coi với. Dạ vâng. Đó là những cái số không có liên quan đó. Đây. À, sau này em không bỏ vô cái giỏ kia. À, em cầm chi cho nó rối tai em vậy? Như vậy là bạn Vi đã rất xuất sắc, thêm một lần nữa giành lấy quyền ưu tiên. Và bây giờ sẽ là bí mật đằng sau ô số còn lại, quý vị nhé. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chúng ta đang quay trở lại với không gian của phòng khách và chúc mừng Vi một lần nữa chiếm được ưu thế và tiết lộ với bạn biết được rằng huy hiệu thần bếp ngày hôm nay chắc chắn thuộc về Vi rồi. Bởi vì nãy giờ chưa có sự xuất hiện của nó thì ô còn lại sẽ chứa đựng điều bất ngờ và lợi thế rất lớn đó. Nào, bí mật đằng sau ô số 3 là gì nào? Bạn thân của người. Em nghĩ bạn thân của người là ai? Chắc là anh chó. À, con cún hả? Em, Vi. Con chó. Mèo cũng là bạn thân của người rồi. Con Trương. Chắc chắn rồi, đây chính là con cún, con chó. Cún ha. Ủa, đang nói về chủ đề ẩm thực, không lẽ ăn cầy tơ? Dạ, yeah, đúng rồi. Cái món cầy tơ này là không phải món yêu thích của Trường. Đó là cái món mà Trường không bao giờ ăn. À, không bao giờ ăn, không thích. Vì tớ rất yêu những chú cún. À, thương chúng nó như con vậy. Chỉ cần ngửi thấy cái mùi giả cầy thôi chứ chưa là phải là thịt cho thật. Mình đã, mình đã không thích. Mùi riềng thôi là hay dị ứng rồi đó. Đúng rồi. Có bao giờ Trường lên án những hành động và những cái bữa ăn đó của những người khác chưa? Lên án thì không hẳn lên án, nhưng mà Trường rất là rõ ràng trong cái chuyện mà có ai đấy rủ đi ăn thịt chó. Ừ. Tôi rất ghét ăn thịt chó và rất ghét ai rủ tôi đi ăn thịt chó. À, mỗi loài động vật sinh ra trên cõi đời này đều có một cái nhiệm vụ và chức năng riêng rồi. Riêng về loài cún á, là một loài rất là trung thành với loài người chúng ta, nên chúng ta luôn trân trọng những chú cún nhiều hơn. Cảm ơn tình cảm đó của đến Phi Trường. Đó chính là những bí mật trong cái gu ẩm thực của Phi Trường. Và bây giờ sẽ là hai món ăn. Thì Vi, em sẽ có quyền lựa chọn một trong hai món này đúng với sở trường của mình nha. Món còn lại chắc chắn thuộc về Soan nha. Dạ. Bí mật đã được lộ diện, một bên là gà nướng. Trời, ngon vậy. Một bên là phá lấu. Trường cũng biết phá lấu luôn ha. Đó, đó là cái món đầu tiên bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh Trường được ăn và mê cho đến tận bây giờ luôn. Ấn tượng liền luôn. Ấn tượng liền luôn. Vi ơi, hai món này em chọn món nào? À, dạ, em sẽ chọn món gà nướng. Em mạnh hơn về những món nướng. Dạ, và em nghĩ không khí Noel thì rất là hợp với món gà nướng. À, cũng đúng ha. Rồi, chúc mừng em ha, món gà nướng. Như vậy là món phá lấu sẽ thuộc về bạn Soan. Thì hy vọng Thanh Soan sẽ cố gắng làm sao tìm hiểu về công thức nấu phá lấu cho thật là thành công nha. Dạ. Bây giờ hãy sẵn sàng với lợi thế thứ hai dành cho bạn Vi. Với góc nhìn của khán giả, bên đây là bếp bên trái, bên kia là bếp bên phải. Em chọn gian bếp nào? Mỗi gian bếp sẽ có một cái địa hình nó khác nhau, nó hiểm trở. Em sẽ chọn bếp bên trái. Bên trái. Rồi, như vậy là bếp bên phải sẽ thuộc về bạn Soan. Và chúc cho hai bạn sẽ chế biến thành công trong cái địa hình hiểm trở này của chúng tôi. Nào, chúng ta đến với phần chế biến. Xin mời. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Phi Trường thấy cái gì nó lạ lạ không? Trên đầu hai bạn đang đội hai cái nón. Nó khá là ngộ nghĩnh đúng không? Và ngày hôm nay cũng là một cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho bạn. Riêng về khu bếp của bạn Soan á, thì bạn ấy đang phải giữ thật vững ba trái bóng bàn bằng cái nón bảo hiểm này. Cố gắng đừng lại để rơi bóng nha. Rơi hết số bóng này xuống là coi như mình phải dừng cái quá trình chế biến của mình đấy. Còn riêng với bạn Vi thì đó, hai bông tai em đẹp hết sức luôn á. Và chúng ta cố gắng giữ cái mực nước đó nhiều nhất có thể nha. Phải giữ vững cơ thể và trục cơ thể mình di chuyển sao cho nó không làm rớt những trái bóng hoặc là những mực nước mà mình đang cố gắng giữ. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Đinh Đến Phi Trường đó chính là cố gắng làm sao vượt qua cái thử thách để các bạn ấy có thể sử dụng những món nguyên liệu phụ hoặc là chính nha, bằng những mẫu giấy nhỏ nhỏ ở trên đó. Sẵn sàng chưa? Ok. Rồi, chúc hai bạn thành công nha. Cố gắng lên. Phá lấu của Soan và gà nướng của Vi. Xin mời Trường ơi qua đây nè.
Trong việc kinh doanh nhà hàng thì Trường có khó tính trong việc lựa chọn đầu bếp không? Chắc chắn đấy, là lúc đó là Trường chọn rất là kỹ. Đã chọn đầu bếp từ lúc còn chưa mở nhà hàng. Thì cái cậu đầu bếp đó là một người em cũng quen biết, thân thiết, cùng chơi, tin tưởng. Anh ơi, vậy em muốn mần con gà mà anh phải giúp em vừa nhảy dây vừa hát một bài hát bất kỳ. Chuẩn bị. Hát bài diễn được hai một đoạn đúng không? Em ra đi mù khơi, còn đây bão đắng cay. Tình yêu mau đổi thay như áng mây cuối trời. Ngày đôi ta xa nhau anh động cơ. Giờ em đang quên anh đi về đâu. Xin cho ta bình yên một mãi em cách xa. Ngày đôi ta gần nhau anh chẳng mơ ước nhiều. Chỉ mong em bên anh không xa rời. Một câu nữa thôi, ok, được rồi. Cảm ơn Trường. Rồi, em sử dụng con gà đó đi ha, sơ chế nó đi em. Cảm ơn anh. Và rõ ràng là cái đĩa vừa rồi nó hơi vấp nha quý vị. Và nhảy nó cà giật. Nhưng mà đó là sự cố gắng của Phi Trường. Bắt đầu nóng hả? Không sao. Anh Trường ơi. Không cho anh thở luôn. Lại nữa à? Phải lấu của em thiếu một ít dừa nữa ấy. Dừa não. Em đọc thử thách đi. Dạ, thử thách dành cho anh Trường đó là tìm các gói gia vị, nguyên liệu, người chơi cần và dùng thú nhún mang đến bếp ạ. Thế là đi tìm bằng thú nhún luôn hả? Ừ. Ai da. Ở đâu trời? Nhà mình mà mình không biết luôn á. Ở đâu ta? Thử thách dễ thương nhưng mà khó quá. Ừ. Có nước mở tủ lạnh ra không? Mở đi coi có trọng không? Ây da, không có rồi. Đâu ta? Có cái gì giống dừa nạo quá mà không phải à? Bún hay sao, miến hay sao, không phải dừa nạo. Trời ơi, khó vậy. Giờ mới hết thời lượng chương trình chưa tìm được sao ta? Thì coi như là cái món phá lấu phá sản đó. À, thấy rồi. À. Đấy, đó, dừa nạo đó. Dừa nạo như mũi tiêu phải. Dừa nạo nhuyễn rồi. Mình mới chắc ra được cái nước. 3 túi lận bạn ơi, bạn phải lấy thêm 2 túi nữa. Nhúng mà, sao bạn đi dữ vậy bạn? Ê đây à. Trời ơi, còn bịch nữa. Làm gì còn chỗ nào khó nha, cái này phải nhúng lên nha. Cái này phải nhúng lên à? Nhúng bóc lên. Rồi ráng lên, di chuyển tới đó. Quá. Đúng là trai tráng mà. Thanh niên đôi mươi. Của em đây rồi. Vậy rồi, cảm ơn anh. Rồi, ok, chúc mừng bạn. Dạ. Thở đi. Chắc chắn là còn thử thách rồi đó. Đúng rồi. Anh ơi. Nói khi chưa mỗi lần anh nói hết bỏ gì cả. Rồi, anh nghe nha. Món ăn là phải cây cây nó mới ngon. Anh giúp em lấy giùm mấy trái ớt đi. Lấy mấy trái ớt. Ok, lấy ba cái nào em? Nhìn hình và đoán tên các món ăn. À, cái này không phải vận động nữa rồi. Trí tuệ một tí nè. Đoán tên nha. Trời gì chứ, với ông chủ nhà hàng thì quá đơn giản. Chuẩn bị 3, 2, 1. Đây, món gì? Nhìn miếng bánh này là biết luôn. Mì quảng. Chính xác, mì quảng. Món tiếp theo. Dễ quá. Lại là mì. Mì gì? Hôm nay chương trình biết mình thì ăn mì thì sao? Đúng rồi đó. Mì gì? Spaghetti. Spaghetti, mì ý ha. Món này, Trường là người Bắc thì Trường biết món này, đó là món cơm lam. Cơm lam, đúng rồi. Cơm để trong cái ống này nè. Còn này. Bánh mochi rồi. Mochi. Chính xác. Thôi bánh gì đây? Bánh gì mà trắng hiếu vậy? Bánh ướt. Không phải. Hình như có bì lợn này. Đúng rồi. Bánh tầm bì. 95%. 100% đó là bánh tầm bì. Như vậy là bạn Vy ơi, bạn sử dụng ớt đi nha. Dạ. Hai anh ơi. Dạ. Có thể là... Em cần món gì nè? Dạ, em đang cần thêm một chút đinh hương nữa ạ. À, đinh hương. Món ăn phải lấu mà không có rồi, chắc rồi. Sao? Dạ. Vậy anh có thể là giúp em thực hiện một thử thách để em có thể có thêm nguyên liệu. Rất là sẵn sàng. Dạ, em đọc thử thách đó là gì ạ? Dạ, thử thách dành cho anh đó là ngậm 2 miếng bánh quy và hát một bài hát bất kỳ ạ. Nữa hả? À, đã không khí như anh rồi đúng không? Không, phải ngậm như thế. Ngậm nửa vời thế. Ngậm hai bên. Hai lẹt hai bên má nè. À. Đúng rồi, hai bên má, đúng rồi, giỏi. Khó quá. Miệng bé quá. Đây tớ sẽ bè cho cậu. Chúng mình hát lại à? Ơi gì? Còn... Ơi gì? Noel đi. Thêm cái này đi. Sao được trời. Ừ, thế. Ừ. Ok. Đừng có lao, đừng có lao, đừng có ổ đâu ai. Đừng có khoan, đừng có lao, đừng có ổ đâu ai. Đừng có lao, đừng có lao, đừng có ổ đâu ai. Đừng có khoan, đừng có lao, đừng có ổ đâu ai. Rè 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 r
thương cười vui. Dạ 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 dạ. Mày đã thương cười vui. Dạ 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 dạ. Vậy là mình đã vượt qua được 4 thử thách rồi. Bây giờ mình trả không gian lại cho hai người đẹp để tập trung nấu ăn thật ngon. Chúc hai bạn nấu ăn thật ngon nha. Ra ngoài uống nước. Cố lên em ơi. Ăn bánh ngủ phải uống nước. Anh này đứa được. Và đây, thành phẩm của cả hai bạn Thanh Soan và Phương Vi đã sẵn sàng phục vụ cho thực khách với hai món ăn phá lấu của bạn Soan và món gà nướng của bạn Vi ha. Món nào nhìn cũng đẹp mắt, sắc quá. Giận hết, hương thơm trời ơi dậy mùi lực nên ngập. Vi Trường muốn thưởng thức món nào trước nè? Chắc là một phá lấu trước đi. Phá lấu ha. Có vẻ là gà nướng sẽ được tẩm ướp nó là đậm đà nên mình cứ ưu tiên cho món có vị dịu nhẹ giống như là phá lấu ha. Rồi xin mời Phi Trường. Phá lấu là một cái kỷ niệm thơ ấu không bao giờ tớ quên được. Cái phần quan trọng thơm quá. Có lẽ là nước. Đúng. Bây giờ anh sẽ thử cái xem cái vị của cái nước phá lấu này như nào nhá. Mời Trường. Cậu trai đẹp nhìn miệng chúng chím mấy cưng hết sức à. Ngon quá bạn ơi. Ôi dạ, đã lắm hả? Có cay lắm không? Không cay. Không cay. Cái vị nó sao? Ngọt, béo, thơm hay sao? Ngậy, là ngon. Và dậy mùi nước dừa. Nước dừa ha. Dạ. Rất chuẩn luôn. Bên cạnh đó là cái mùi của đinh hương nè, của một số cái nguyên liệu khác. Có khiến cho bạn nhớ đến những cái mùi vị đặc trưng của phá lấu không? Có. Chuẩn luôn không? Chuẩn luôn, chuẩn, chuẩn. Nhưng mà đó là nước, còn quan trọng là bên cái phần này. Đó, lòng bò thì không biết là nó có đủ độ giòn hay nó có bị dai hay bị gì không? Không bị dai. Là hơi giòn giòn, thần sật mà ăn rất là dễ chịu. Dễ chịu. Chúc mừng em, thành công rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng một chút nước đi. Hai từ ha. Để mình trả khẩu vị mình lại. Để giữ công bằng cho món gà nướng. Dạ, gà nướng này là cũng nhiều công sức. Có lẽ là món này cũng ăn bằng tay đi cho nó. Đúng rồi, cho nó gần gũi, thoải mái, okay. Tự nhiên. Nhiều quá, vậy ăn miếng nào chứ? Trong con gà bạn thích ăn phần nào nhất? Ăn cái đùi. Tớ ăn cái đùi. Tớ thích đùi. Đây. Có hai cái đùi. Không biết có cần phải chấm thêm không ha? Quan trọng là cái phần gia vị ướp ở bên ngoài, cậu ăn cay có được không nhỉ? Ăn cay không được, nhưng mà cái này lại không bị cay quá. Vẫn the the thôi đúng không? Đúng rồi, nó hơi cay cay mà rất vừa miệng. Và nếu mà là tớ ăn ấy, tớ sẽ không cần chấm thêm nữa. Bởi vì cái gia vị nó rất là quá đủ vừa, đủ độ rồi. Có phần ngọt nào không? Có ngọt. Ừ. Hơi mặn mặn, ngọt một xíu rồi. Và có vị cay của tiêu. Yeah. Có thêm bánh bao nữa kìa, trời, giống như là ăn heo quay vậy đó, có bánh bao. Bình thường là tớ ăn tớ cũng không có chấm nhiều. Nên là nếu mà đối với tớ là cái vị như này là ok rồi. Chà, ai món ăn bữa nay mà nhận được nhiều lời khen quá. Coi như là mỗi món 10 điểm. Nhưng món nào sẽ có một cái điểm cộng để tìm ra vị chủ nhân sở hữu giải thưởng 5 triệu đồng ngày hôm nay. Món nào là... Bây giờ điểm cộng à? Cộng thì... Cá nhân tớ nếu mà tớ cho điểm cộng thì có lẽ là... Gà nướng hay là phá lấu? Có lẽ là món gà nướng. Dạ, bởi món gà nướng. Bởi vì là món phá lấu tuy rằng ngon nhưng mà vẫn thiếu lục phủ ngũ tạng. Rồi, chúc mừng Phương Vi. Và chúng ta nhận thưởng thôi. Xin mời. Và đây là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho món gà nướng của bạn Phương Vi. Xin mời Phi Trường sẽ dành tặng cho bạn Vi nha. Chúc mừng Vi. Xin chào chương trình tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Yeah. Cảm ơn chương trình. Cảm xúc của Vi như thế nào nào? Đầu tiên là... được nấu ăn cho anh Phi Trường ăn là rất là vui rồi. Và em cũng không nghĩ là em sẽ giành được giải đâu. Dù gì cũng cảm ơn anh đã chọn món ăn của em. Chúc ảnh câu gì đi. Từ trước đến giờ thấy anh không thay đổi miếng nào hết, luôn đẹp trai. Và em chúc anh là luôn có nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong công việc của mình. Cảm ơn em, cảm ơn em và cảm ơn món gà nướng của em. Thực ra thì anh ước gì là chương trình có hai giải thưởng.
để đúng rồi, có thể cho Xoan dành cho Xoan nữa, bởi vì là cả hai món đều rất là xuất sắc mà đúng anh rồi. Thì chỉ được phép chọn một nên là, là quá khó cho anh. Bây giờ người ta đang rưng rưng nước mắt, người ta khúc ha khúc khích bên đây nè, qua coi sao được, làm đi thôi anh. Lấy làm tiếc, ra là cái món của em rất là ngon nhưng mà anh cũng không biết phải làm thế nào cả. Thôi thì hy vọng rằng lần sau em lại sẽ lại giành chiến thắng. Rõ ràng bạn Thanh Xoan nấu ăn rất là ngon, rất là chuẩn luôn. Như vậy là bạn đến ứng phi trường á, mong muốn và đòi hỏi nhiều hơn anh Xoan. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội được ngồi ăn cùng với nhau và tặng cho nhau những lời chúc thật là tốt đẹp. Và cảm ơn Đình ứng phi trường đã đến với Khẩu vị ngôi sao. Và mong là Trường giữ mãi phong độ này, bên cạnh đó là thành công trong công việc kinh doanh nữa nha. Cảm ơn Trường rất nhiều. Và xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với Khẩu vị ngôi sao, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giáng sinh an lành mọi người ơi. Merry Christmas.